Harry Won, cái tên gây sốt dù mỏng sự nghiệp dày thị phi, là một trong những ca sĩ ngoại quốc hiếm hoi thành công tại Việt Nam. Cái tên Harry Won đi kèm theo những ầm ĩ và ồn ào không chỉ trong sự nghiệp mà còn cả đời sống riêng. Chia tay mối tình 9 năm với Tiến Đạt, ồn ào chuyện tình ái với Trấn Thành. Được xem là cặp tình nhân bền lâu trong showbiz Việt, dù chưa tính chuyện hôn nhân, Harry Won và tình cũ Tiến Đạt bất ngờ chia tay sau 9 năm gắn bó. Khi những ồn ào đường ai nấy đi còn chưa kịp nguội, câu chuyện về người mới của Harry lại xuất hiện. Cho đến tận giờ, làng giải trí Việt vẫn nhớ rõ chuyện sôi nổi trong yêu đương cặp tình nhân của Trấn Thành Harry thời mới quen. Từ những hình ảnh bí mật hẹn hò đến hình ảnh được cho là nhạy cảm phát tán liên tục trên các phương tiện truyền thông, đã khiến người trong cuộc buộc phải lên tiếng đối mặt với chỉ trích của khán giả khi cho rằng nam nữ chính đang diễn quá đà. Trấn Thành công khai bênh vực người yêu, nam MC khẳng định tình cảm của hai người là chân thành và hoàn toàn trong sáng, không hề PR hay đánh bóng. Được biết mối tình sình ri bắt nguồn từ khi cả hai có sự kết hợp trong bộ phim Bệnh viện Ma. Những lần hợp tác sau đó cũng trở thành mồi nổ cho cuộc tình tốn nhiều giấy mật báo chí. Cuối cùng, cả hai cũng có một đám cưới trong mơ vào cuối năm 2016. Trái với suy nghĩ nhiều người, sau khi kết hôn, cuộc sống của cả hai người ngày càng hạnh phúc, được nhiều người yêu mến. Được xem là nguyên nhân khiến Hồ Quỳnh Hương rời khỏi ghế nóng cuộc thi âm nhạc. Chỉ làm khách mời hai tập tại Be A Star, việc Harry Won ngồi ghế giữa và sau đó Hồ Quỳnh Hương từ chối tiếp tục đồng hành cuộc thi đã trở thành câu chuyện lớn. Phía ban tổ chức cho biết, nữ ca sĩ đàn chị không hài lòng vì Harry Won được ưu ái ngồi chiếc ghế quyền lực trong khi chỉ là giám khảo khách mời. Trước những bàn tán của dư luận, nữ ca sĩ sinh năm 1985 chọn cách im lặng, có thể xem đây là động thái thông minh của Harry Won. Trong câu chuyện gây tranh cãi lần này, nữ chủ nhân bản hit Anh Cứ Đi Đi hoàn toàn có lợi khi những gay gắt đều đổ dồn về Hồ Quỳnh Hương. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh quá sân si với đàn em và rằng chiếc ghế giữa không phản ánh được đẳng cấp của các nghệ sĩ. Nhiều ý kiến cũng không đồng tình việc Harry Won ngồi ghế nóng vì nghi ngờ khả năng ca hát của cô chưa đủ tầm để đưa ra nhận xét thuyết phục. Làng cư dân mạng phẫn nộ với phát ngôn cô dâu Việt lấy chồng Hàn chỉ vì tiền. Mới đây nhất, dòng trạng thái bức xúc của một cô dâu Hàn Quốc về phát ngôn gây nhiều hiểu lầm của Harry Won đã làm dậy sóng cư dân mạng. Trong tâm thư, cô gái Việt xa xứ không bằng lòng với nhận định cô dâu Việt lấy chồng Hàn chỉ vì tiền của nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt Nam Hàn Quốc. Trước dòng trạng thái được lan truyền chóng mặt, nhiều người đồn đoán nguyên nhân được xuất phát từ bộ phim tài liệu về Harry Won vừa được đài KFS Hàn Quốc phát sóng. Không để mọi việc đi quá xa, nữ ca sĩ đã đưa ra bằng chứng mình vô tội và hoàn cảnh thật sự của phát ngôn gây bão. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ cụ thể về nội dung bộ phim tài liệu mang tên Harry đứa con lai Hàn Việt. Trong đó Harry Won nhấn mạnh cô không hề đề cập bất cứ điều gì liên quan đến cô dâu Việt. Việc xuất hiện tranh cãi là do đoạn phỏng vấn từ nhiều năm trước và trong ngữ cảnh cũng rất khác. Chị Ri khẳng định mình không chỉ trích những cô gái lấy chồng Hàn Quốc vì tiền mà chỉ đưa quan điểm cá nhân về tình trạng chung trong những gia đình nhiều quốc tịch, nhất là gia đình có một người là người Hàn Quốc. Đồng thời Harry cho rằng nếu tình cảm được trao đổi bằng tiền, nhất định người trong cuộc sẽ không được hạnh phúc. Ngoài những câu chuyện trên, có một chủ đề mà các khán giả luôn nghi ngờ ở bà xã Trấn Thành chính là giọng nói. Sống ở Việt Nam rất lâu và hoàn thành xuất sắc chương trình học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhưng Harry Won luôn lơ lớ trong cách phát âm mỗi khi nói chuyện với người lạ. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ tỏ ra không hiểu hết ý tứ trong câu chữ của người đối diện, nhất là sau khi phát hành hit Anh Cứ Đi Đi năm 2016. Giọng hát nửa Hàn nửa Việt của Harry đã khiến cô bị cho rằng đang cố tình tạo sự khác biệt. Không chỉ vậy, nhiều người còn đào mộ các clip cũ, chứng minh nữ ca sĩ sinh năm 1985 là người sống giả tạo, chứ trên thực tế cô nói tiếng Việt sỏi, chẳng khác người bản xứ từ cách đây đã nhiều năm. Trước những bình luận trái chiều, Harry Won chọn cách im lặng, chỉ có những người yêu mến cô mỗi ngày đều cố gắng bênh vực thần tượng bằng nhiều nỗ lực tìm kiếm chứng cứ. Hà Hồ và người tình tin đồn của Cường Đô La lại có nhiều điều giống nhau đến khó tin. Hai người đẹp lại có những điểm tương đồng ít ai có thể ngờ được. Những ngày qua, thông tin Cường Đô La và Hạ Vi chia tay khiến cư dân mạng tiếc nuối. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, thiếu gia phố núi bị cư dân mạng lùng sục được bằng chứng, có bóng hồng mới. Tình tin đồn mới của Cường Đô La không ai khác là Đàm Thu Trang, sinh năm 1989. Cô là người dân tộc Tày ở Lạng Sơn.
Nhiều ý kiến cho rằng Đàm Thu Trang kém sắc hơn Hà Hồ và cả Hạ Vi. Tuy nhiên, nhìn vào bản thành tích của Đàm Thu Trang, không khó nhận thấy cô gàng này chẳng phải dạng vừa. Khi ở tuổi 19, Đàm Thu Trang đã giành giải thí sinh được yêu thích nhất Miss Teen 2008. 2 năm sau đó, người đẹp tiếp tục đoạt giải Vương miện hoa khôi xứ Lạng và lọt top 20 Hoa hậu Việt Nam. Đến năm 2011, cô đi thi Việt Nam Next Top Model và lọt top 6 trên hạng cả Phạm Hương. Tỷ muội cùng học chung một trường, Đàm Thu Trang tốt nghiệp khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Nếu theo dõi sơ yếu lý lịch của Hà Hồ thì dễ nhận ra đây cũng là ngôi trường mà nữ ca sĩ nổi tiếng từng theo học. Trùng hợp hơn cả là cả hai đều học âm nhạc chuyên nghiệp nhưng lại chọn con đường người mẫu để dấn thân vào showbiz. Thế nhưng, cơ duyên may mắn của cả hai lại chênh nhau quá lớn. Trong khi một người giọng hát đầy nội lực và sản phẩm đầu tư không kém Phương Hoành Tráng, vậy mà hát mãi không nổi. Còn người kia dù khởi đầu bằng chất giọng thều thào, khang lạ, qua thời gian ngắn, gọt giũa và chăm chỉ theo đuổi đam mê, giờ lại là nữ hoàng giải trí bậc nhất showbiz. Cùng tỏa sáng trên sàn cát quốc một thời, một điểm tương đồng nữa của hai người đẹp là sàn cát quốc. Trước khi thành danh với vai trò ca sĩ, Hồ Ngọc Hà từng gây dựng tên tuổi rực rỡ trên sàn cát quốc với giải nhì siêu mẫu Hà Nội, giải nhất siêu mẫu Việt Nam và giải nhì cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu châu Á. Nhắc đến tên tuổi của cô, trong giới chân dài ai cũng nể phục. Bằng chứng là dù không có sải chân trên sàn cát quốc, cô vẫn được nhiều người bạn cùng thời như Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh phải tấm tắc khen ngợi mỗi khi nhắc đến. Đàm Thu Trang tuy xa đàn chị về tên tuổi, nhưng cô cũng được giới chuyên môn đánh giá cao khi tham gia Việt Nam Next Top Model mùa đầu tiên với nhiều gương mặt nổi bật như Trang Kiều, Tuyết Lan, Thu Hiền, Diệp Lâm Anh và Phạm Hương. Dù phải dừng lại ở top 6, Đàm Thu Trang là một trong số những thí sinh đắc show các quốc khi rời cuộc thi. Chiều cao ngang nhau, gu ăn mặc tinh tế có tiếng showbiz. Không chỉ có những điểm tương đồng về sự nghiệp, xuất thân, mà Hà Hồ Đàm Thu Trang có sự tương đồng nhiều hơn về vóc dáng. Cả hai đều sở hữu chiều cao khủng. Hà Hồ cao 1m73, Đàm Thu Trang cao 1m76. Cả hai đều có thân hình siêu mỏng với đường cong S-line gợi cảm. Đều tự tin khoe cơ thể không cần phải vóc, che giấu vẫn hoàn hảo. Và cả hai đều có gu ăn mặc cá tính, tinh tế và quyến rũ. Nếu theo dõi trang cá nhân của Đàm Thu Trang và Hà Hồ, các fan đều phải ngẩn ngơ vì gu thời trang quá tinh tế, cá tính và biến hóa đa dạng. Hà Hồ liên tục cập nhật những xu hướng mới mẻ và là tay chơi hàng hiệu thứ thiệt. Đàm Thu Trang cũng không kém cạnh khi cô nàng liên tục được khen ngợi và được theo dõi khá nhiều trên Facebook cũng vì phong cách ăn mặc sành điệu, xuất thân khá giả danh giá, việc chi tiền cho hàng hiệu cũng không quá tầm với Đàm Thu Trang. Đến cả cung hoàng đạo cũng phải giống nhau mới chịu. Điểm khó ai ngờ là dù hơn kém nhau 5 tuổi, Đàm Thu Trang và Hà Hồ đều có chung cung hoàng đạo là nhân mã. Điều này cho thấy hai người đẹp này có những nét tính cách tương đồng của người đồng cung như sự thông minh, tinh thần cầu tiến, tính cách độc lập cao, mạnh mẽ, hoang dã, nguyên thủy, không chịu bị ai hay cái gì bó buộc. Họ cũng đều thích triết lý khi trang cá nhân của cả hai đều thường xuyên chia sẻ những lời lẽ cao xa. Điểm dễ thấy và đặc trưng của cung này là sự đa tình bậc nhất trong 12 cung hoàng đạo. Với những điểm tương đồng khó lý giải trên thì cư dân mạng không khó tìm được câu trả lời vì sao Cường Đô La lại cặp kè Đàm Thu Trang nếu mối quan hệ yêu đương của họ là thật. Hẳn thiếu gia phố núi phải thấp thoáng bóng dáng của người vợ cũ mà anh từng si mê ở tình mới này. Loạt ảnh cũ thân thiết với bạn khác giới chưa từng lộ diện của Khởi My, thời còn cấp sách đến trường. Nhìn Khởi My ngày xưa khác quá, Kevin Khánh chưa chắc để nhận ra bà xã của mình. Khởi My là một trong số ít những ca sĩ sống sạch nhất trong showbiz Việt. Từ ngày nổi tiếng, dường như cô gái này chưa vướng phải bất kỳ một scandal nào. Đây cũng là một trong những lý do khiến Khởi My được khán giả yêu mến. Về ngoại hình, Khởi My dù đã 27 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung và dễ thương. Thân hình nhỏ nhắn khiến vợ sắp cưới của Kevin Khánh nhìn lại càng trẻ hơn. Hiện tại là vậy, nhưng trước kia, thời vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường và chập chững bước chân vào showbiz, thì cô nàng lại khá mập. Cùng xem lại loạt ảnh Khởi My thời vẫn còn đi học, chụp ảnh thân thiết và nhắn nhít với các bạn cùng trang lứa. Từ ngày còn học cấp 3, Khởi My đã tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật của trường. Khởi My chơi thân với nhiều bạn nam trong lớp. Chính vì thế cô và các bạn chụp khá nhiều hình ảnh với nhau. Đây là những bức ảnh lần đầu lộ diện của Khởi My.
có thể thấy tần suất chụp cùng anh bạn này khá nhiều. Ngày trước Khởi My khá mập, gương mặt tròn xoe. Khởi My bây giờ đã xinh, dáng thon hơn rất nhiều. Khởi My tính tình vui vẻ, hòa đồng nên được các bạn cực kỳ yêu mến. Nhìn cô nàng ăn diện hơn hẳn so với các bạn cùng lứa.